Thưa quý vị, công tác khảo sát, đánh giá cũng như là những giải pháp khắc phục các điểm sụt lún tại nhiều địa điểm trên cả nước trong thời gian này sẽ được tổng hợp trong cụm tin sau đây. Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Đắk Nông đã phát hiện một dòng chảy ngầm phía dưới khu vực sạt lở sụt lún tuyến quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Gia Nghĩa. Đây là lý do khiến tình trạng sụt lún vẫn tiếp diễn dù trời đã có nắng. Theo đó, tại phần làn đường chính, các vết nứt có chiều dài khoảng 110m, mở rộng 25cm. Đơn vị tư vấn đã kiểm tra sơ bộ hiện trạng và sẽ khảo sát đánh giá đề xuất giải pháp khắc phục trước 20 tháng 8. Còn tại Lâm Đồng, tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc đang thi công dang dở rồi bất ngờ dừng lại trong thời gian dài, khiến nhiều vị trí xuống cấp. Những ngày gần đây, tốc độ sụt lún nhanh bất thường tạo thành những điểm chia cắt rất nguy hiểm. Mặc dù cơ quan chức năng đã rào đường và đặt biển cảnh báo, thế nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người cố tình đi qua con đường sụt lún này. Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đang xác minh nguyên nhân để khắc phục tình trạng trên. Tương tự tại tỉnh Bến Tre, cầu Sa Kê thuộc xã Tân Hội, huyện Mỏ Cày Nam bị xuống cấp nghiêm trọng, ván trên mặt cầu bị gãy, bung sút, một số vị trí mất hẳn, gây nguy hiểm rất lớn cho người tham gia giao thông. Mặc dù chính quyền địa phương đã cấm lưu thông, thế nhưng mỗi ngày vẫn có hàng nghìn phương tiện bất chấp nguy hiểm đi qua cây cầu này.